Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức nhập kho hoặc là nhập mua công cụ dụng cụ đưa vào chi phí trả trước hoặc là đưa vào kho sau đấy sử dụng thì xuất ra. Chúng ta vào phần mềm. Đầu tiên là chúng ta phân biệt hai trường hợp nhé. Hai trường hợp đối với công cụ dụng cụ này. Tôi sẽ mở cái Word ra để cho nói rõ cho các bạn này. Phân biệt hai trường hợp công cụ dụng cụ nhé. Một là mua về đưa luôn vào tài khoản 242 để phân bổ. Trường hợp thứ hai là mua về về nhập kho và xuất dùng. Sau đấy xuất dùng đúng không? Bây giờ sập kho và sau đó mới xuất xuất dùng. Thì trong hai trường hợp này thì chúng ta khác nhau ở cái điểm này này. Ở đây chúng ta vào mua và ghi tăng công cụ dụng cụ. Ở chỗ này thì lại chúng ta sử dụng là mua hàng. Sau đó là ghi tăng khác nhá. Ghi tăng khác này là ghi tăng khác trong phần công cụ dụng cụ. Trong phân hệ công cụ dụng cụ nhá là chính nó chính là cái xuất kho. Đầu tiên này, chúng ta sẽ khai báo một vài loại công cụ dụng cụ mà chúng ta sử dụng. Đúng không? Chúng ta thêm mới này. Rồi, ở đây chúng ta ví dụ như chúng ta mua một máy photo copy đấy. Đơn vị tính cái đơn vị chuyển đổi không cần giá mua ví dụ như là 15 triệu đó. 242 ghi vào đây rồi máy photocopy nhá. Đấy là tôi sẽ cái này cái máy photocopy này là chúng ta sẽ xuất mua về đưa vào sử dụng luôn. Và cái thứ hai là quần áo bảo hộ lao động. Đây, đơn vị tính là bộ. Rồi, giá mua ví dụ như là 320.000 một bộ. Nhau 50.000 đi. Lưu. Hai loại mới nha các bạn nhá. Chúng ta vào này. Đầu tiên chúng ta vào nghiệp vụ. Cho trường hợp thứ nhất ở đây nhá. Đấy, chúng ta vào công cụ dụng cụ này. Có hai mục bạn nhé, các bạn nhé. Ở đây là mua ghi tăng và ghi tăng. Mua ghi tăng trước là cái trường hợp mà chúng ta nói là trường hợp 1. Chúng ta chọn thêm mới này. Rồi, chúng ta vẫn cứ chọn là cái công ty này đi. Chúng ta cứ ví dụ chúng cái này đối tượng ai bán cho các bạn thì các bạn khai báo vào nhé, địa chỉ nhé, đầy đủ này, nhập mua máy photo copy copy này. Rồi đây ví dụ như chúng ta mua ngày mùng 6 tháng 1 đi. Ở đây chúng ta chọn mã công cụ dụng cụ là máy photocopy. Rồi chúng ta nhìn thấy là tài khoản đây đặt sẵn luôn là 242. Ở đây phòng ban chúng ta chọn phòng ban là phòng kế toán sử dụng. Tài khoản chi phí là chúng ta sẽ phân bổ vào tài khoản 642 2 là chi phí quản lý doanh nghiệp. Đơn vị tính một cái đơn giá 15 triệu là do chúng ta đã khai báo trong đấy là 15 triệu nhá. Thì nó ra luôn. Số lần phân bổ ở đây chúng ta phân bổ 36 tháng nhá. Mặc nhiên chúng ta sẽ đánh vào đây luôn này các bạn này. Đấy. Để làm sao để mỗi tháng nó có giá trị phân bổ cho từng kỳ từng tháng là ở đây luôn, chúng ta không cần chọn cái gì nữa nhá. Ví dụ như các bạn quản lý chi phí quản lý theo văn phòng thì chúng ta có thể đây nhìn thấy không, ở đây là gồm có tiếp khách tiền lương này, tiếp khách tiền lương là thuộc chi phí văn phòng này, chi phí khác này, tiền điện thoại này cho chi phí khác đi nhá, chúng ta lưu. Đấy là trường hợp chúng ta đã xong. Thì các bạn nhìn thấy nhá, phần công cụ dụng cụ này, ví dụ phân bổ.
ở đây các bạn chọn thêm tháng 1 chẳng hạn nhé, thì các bạn đã nhìn thấy nó phân bổ cái máy photocopy này nữa đấy, nhìn thấy không? Khoản mục chi phí là văn phòng đấy, toán là tài khoản này, nhìn thấy không? Đấy chưa. Bây giờ là cái mục thứ hai nhá. Mục thứ hai này là chúng ta nhập mua 100 bộ. 100 bộ về và chúng ta xuất dùng 50 bộ nhá. Ở đây chúng ta vào nghiệp vụ này, mua hàng này. Mua hàng này. Chúng ta sẽ thêm mới một cái chứng từ. Đây. Đấy, chúng ta ấn Ctrl N ra nhá. Đây, chúng ta mua này. Nhập mua quần áo bảo hộ lao động, rồi ở đây 0701, ok nhá, mã hàng này, quần áo bảo hộ lao động này, rồi ở đây chúng ta nhập vào công ty đúng không, công ty này, ở đây chúng ta sẽ có là số lượng là ví dụ chúng ta nhập 100 bộ nhá. Đơn giá thì nó đã hiện ra đâu rồi, đây rồi đúng không, 35 triệu đúng không. Đây bình thường nhá, mọi cái các bạn không cần phải khai báo ở đây nhiều nữa. Bây giờ thế nào, bây giờ hóa đơn đúng không, chúng ta chọn này, diễn giải thuế là quần áo áo bảo này. Sao lại cả cuống này, đánh sai hết này. Thuế 10%, loại hóa đơn một, số hóa đơn đấy, ngày này đi, rồi chúng ta lưu được chưa. Như vậy là các bạn đã nhập xong cái phần quần áo bảo hộ. Bây giờ chúng ta làm gì, bây giờ chúng ta vào xuất kho để cho đưa công cụ dụng cụ này, công cụ dụng cụ bảo hộ lao động này vào để phân bổ dần. Ví dụ bây giờ chúng ta này, chúng ta là xuất kho nhưng mà chúng ta sử dụng chức năng xuất kho ở trong công cụ dụng cụ các bạn nhé. Cái phần ghi tăng này chính là phần xuất kho này. Các bạn vào đây và các bạn thêm mới chứng từ. Ở đây chúng ta này ghi là Nguyễn thủ kho đúng không? Chị người nhận diễn giải là xuất quần áo bảo hộ lao động vào sử dụng. Dụng rồi, ở đây nhá, ngày này mùng 8/01. Ở đây chúng ta nhá, chọn phiếu này. Chúng ta sẽ không, vì tại vì khi chúng ta chọn ở đây thì cũng được, nhưng mà ta thì cái số tiền này này, cái số đơn giá thành tiền này, các bạn này không biết là sẽ phải như nào. Thành ra là có khi các bạn này mở tiếp để ra xem lại phần mềm, nhưng chúng ta không sử dụng chức năng đấy, chúng ta chọn phiếu nhập mua này. Nhá. Từ ngày tháng 1 này lấy này. Ở đây chúng ta chọn cái này và số lượng. Đấy, đồng ý này. Bạn nhìn thấy không? Ở đây đã ra ở đây rồi. Phòng ban sử dụng là phòng kỹ thuật nhá. Số lần phân bổ chúng ta là ví dụ 12 tháng, đúng không? Bây giờ các bạn nhìn này. Ở đây mới ra là vấn đề là 153 và ghi có 242 này. Các bạn ghi vào đây 50 bộ. Chưa? Khoản mục chi phí là đưa vào 154 cho vào chi phí chung nhá. Rồi, ở đây không cụ thể công trình nào cả, chúng ta để trống để sau này chúng ta phân bổ. Như vậy là chúng ta đã xuất xong cái phần công cụ dụng cụ. Được chưa? Bạn nhìn thấy chưa? Đấy, rất là rõ nhá. Ở đây chúng ta kiểm tra lại một tí này, tài khoản ở đây là tài khoản 153 đúng không? Chúng ta xem phần mua hàng này, chúng ta nhập vào tài khoản gì? Tôi lúc nãy tôi quên mất là không không để ý. Đây, sai này, 156 chúng ta sửa lại đi. 153 này. Được chưa? Lưu này. Các bạn lưu ý này, khi ghi tăng cái chứng từ này ấy, khi ghi tăng cái chứng từ này là nó còn có 50 cái nữa nhá, vẫn trong kho vẫn còn 50 cái các bạn nhá. Cái mục đích này là gì? Ví dụ như nếu chúng ta vào cái phần tổng hợp nhập xuất tồn ấy thì chúng ta vẫn nhìn thấy nó còn 50 cái nữa, hôm sau chúng ta sẽ phải xuất tiếp. Đúng không? Đưa vào sử dụng tiếp.
Còn cái sang khi mà nó đã sang đến tài khoản 242 rồi thì chỉ theo dõi cái phần đang phân bổ. Ví dụ chúng ta bây giờ vào phần phân bổ này. Ta kích chuột phải vào thêm mới một chứng từ tháng 1 đi. Thì các bạn đã nhìn thấy này. Đấy, quần áo bảo hộ này. Đấy, thấy chưa? Đấy, nó phân bổ ở đây. Nhìn thấy chưa? Rồi, ok. Như vậy là chúng ta thấy là chúng ta đã làm xong cái phần nhập kho, nhập mua và công cụ dụng cụ, phần ghi tăng công cụ dụng cụ. Sau các video tiếp theo sau thì chúng tôi sẽ làm cái phần xuất kho cho công trình và phân bổ, ghi tăng tài sản cố định, thêm mới tài sản cố định. Rồi là sau đấy thì tôi mới làm cái phần là xuất kho cho công trình này, phân bổ công cụ dụng cụ, phân bổ khấu hao tài sản cố định nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.